nhưng chỉ vẽ một tông màu thôi, mà màu nâu. Mình chỉ dùng ba cái pen này thôi, không nhiều đâu. Ba pen tông nâu nhé. Nhìn nét chuẩn chưa? Xin chào. Nhân. Ok, quần hàng thượng. Xin chào 6 người đang xem nhé. Sao mà toàn cái đống lớp bạn cũ nhỉ? Dân đại thần. Cậu he nè cậu. Cậu he sai năm ấy. Mình cũng hiểu tại sao mà khi mà ngồi vẽ một mình thì lại không có run như vậy. Không run mà khi mà vẽ trên đây thì nó lại run vậy. Với thứ hai nữa là ngồi đọc của từng bạn nên là vừa vẽ mà vừa nhìn thì kiểu vẽ khá là xấu ấy. Hôm nay thì nhanh thôi, không lâu gì hết đấy. Brand Amber. Run, ok, run. Vâng, vẽ cỏ rất là sợ. Bởi vì một khi mà vẽ sai một cái là không thể nào mà vẽ được. Với lại trên đây mình đang vẽ giấy A4 thường ấy, nên là nó thấm màu rất là nhanh luôn ấy. Ui, fail rồi. Đố mọi người biết đây là bài gì ấy? Đây là bài gì? Cọ mua ở The Art Shop giá 40k một cây. À ha, lên giọng phải hay rồi. Chín người đang xem. Chắc phải kê lên xíu nữa ha. Ok, như vậy đi. Ủa mà như vậy thì không biết lấy cái gì để kê luôn ấy. Khá là khó kê. Rồi, ok đi. Tao không biết đâu. Không ép giọng nha. Giọng xưa giờ vậy rồi mà.
idol. Không, mình không phải idol đâu. Đợi mất nét được rồi. Tỉa. Thật ra vẽ cỏ rất là khó luôn đây. Hát hả? Đâu biết hát cái gì đâu. Hát rất là dở luôn. No, không hát. Ôi ơi, fail rồi. Hát hay quần què. Tám người đang xem, xin chào. Mình đã nói mình vẽ rất phê. Không chỉ bước này nữa nhé. Không chỉ nữa. Hôm qua là mình có vẽ bước này này. Nhìn rất là xấu luôn. What the fuck. Hát tăng view. Hát hay nổi. Hôm qua thì có vẽ bức này này nhưng mà thấy đó nó rất là fail luôn nên đã từ bỏ rồi. Xin chào. No, không hát. Mình không thấy xinh gì cả nữa. Đầu to mà. No. Không hát đâu. Tại sao các bạn mình hát đó nhỉ? Thanh cậu chỉ ngon. Bởi vì cỏ hen size số 5 này nó khá là to ấy. Nên là khi mình tỉa thì nó còn không nét, nó còn không nhỏ lắm đâu. Nhìn nét vừa trung bình thôi. Quý vị đang nghe thấy giọng của một người nào đó. Đang mở nhạc đây, không nghe à? Hả? Hát hả? No. Xin chào 7 người đang xem. Thả sát cũng được, chẳng sao cả. Get hát. Nhạc gì mở cho? Nhạc gì? Hibiscase. Bài này siêu hay luôn này. Ui, cái post đâu rồi ta? No. Không hát. Giọng của Rio. Sát sát. Mà mặn, mặn là mặn gì thế nhỉ? Bé này dáng nuột thế. Ui, lem rồi. No, không hát. Where do you go?
No, không hát. Giọng như buồn với câu hát. Không hát là không hát mà. Bắt hát ngoài nhỉ. Tăng view làm gì? Wow. Khi bạn có một con BF rất là tệ luôn. Suốt ngày chửi. Tao nói là tao không hát mà. Hôm qua mình đã gặp một cái trường hợp rất là như này. Cực kỳ sát luôn. Cái cỏ mới mua 40k. Ê, ai lại đi đánh hội đồng nhỉ? Hôm nay thì nhanh thôi, không có lâu đâu. Chào 7 bạn đang xem nhá. No, tại sao lại cầm đầu thông? Ôi giời ơi! Đang ngứa mặt cầm cái cọ nha. Mang lên mạnh gì giờ, cái mặt dính càng màu không? Ôi giời! Kinh chưa? Xin chào Tin Nguyễn. Hát nhạc cổ đảng. Nhạc gì ấy? Ôi, lâu rồi không dùng A4 thường ơi. Bây giờ dùng lại thấy nó khó vừa lừa ra. Bài này đáng yêu cực. Yeah. Nói chuyện gì đi, suốt ngày kể về vụ hát với họ nhỉ? Nói chuyện gì đi. K7 Misaka Euro. Con BFF mất dạy nha. Tại sao lại kêu ta con đỉ nhỉ? Hôm qua, hôm nay chỉ là tám nhảm thôi. Hôm qua thì mình cũng có vẽ một số bức tranh ấy. Đây, cái nét mà mình định freestyle đổ lên chỗ đây nè. Rất thích cái nét này luôn này. Trầm cảm. Đùi em méo thon. Đùi fail rồi. Mình cảm thấy lúc mà phát trực tiếp thế này á, nét run mà kiểu vẽ xấu đi ấy, vừa vẽ mà vừa nói chuyện. Nó thì nét mình không cứng nên là khi mà vẽ của này thì run lắm. Xin chào trước Vũ nhá. Đùi nờ là sao? Xin chào Quế Hương.
Xin chào ác cho cô. Vẽ bằng cái này sao đó, sửa lại được nữa. Tốn IQ quá. Yeah, dán nụ. Ui, chết bạn. Ui, kinh rồi. Trong đây nó cực hơi nhiều. Nhìn này, mông rất là bự. Kinh chưa? Chọc mãi không ngủ được. Khoảng tầm đó đến 5 giờ sáng ngủ được. Mà bây giờ buồn ngủ muốn chết luôn. Mà bức tranh như bụi. Bài gì đây? Vocaloid đây là mình chỉ biết những bài của Vocaloid thôi. Cầm chuối là sao? Đây, mở nhạc to mình nhé. Bringing
thôi. No. Mình khoái nhất là nghe bài này á. Để nhờ lại là sao? Về tim. Hát mình quen. Xin chào sáu bạn đang xem. Tao có hát đâu. Tuyệt view, vâng tuyệt view. Hỏi này cái bài nhạc to quá không? Nhím nhạc. Nhạc hay quá nè, nhím không có gì đâu. Cái bài rất thích nhưng mà sao cứ kêu đổi. Bài nào đây? Unriver. Bài này đảm đổi nên thích. Nó chỉ Verbiano thôi. Bài đắt đi. Nghĩ phê quá. Ôi, mất nét rồi. Như vậy còn nhỏ nữa. Yeah, Arriver. Đứa này chẳng thích. Mở to nhỏ khác nhau nha. Sở dĩ bạn buồn quá. Xin chào Nani Yang. Thôi. Tập view nữa rồi.
rất là thích nghe mấy cái bài mà vừa piano ấy, nghe rất là hay luôn. Xin chào Thập Lý Sinh Ca. Kiến thức rất là rộng luôn, không có cái tự tin lắm, nhưng mà hầu như còn 80% là biết nhà Nhật, nhà Hàn, tin sâu, có một vấn đề nhà Việt mà xem anime nó không biết cái bộ anime mới nghe nhạc phê quá.
Rồi cái đợt điểm nào mà hát riêng. Hôm qua cũng có vẻ này. Ok. Nhìn bạn. Như cái bên này rồi.